Vitamin Tina, số 1 về trị nám và điều trị già, hân hạnh tài trợ chương trình này. Mau tìm cho ta tấm lệnh bài, nếu không có nó, ta không thể vào cung được, tể tướng sẽ trách tội ta mất. Dạ, con đã tìm khắp nơi mà cũng chẳng thấy tăm hơi chiếc lệnh bài đó đâu cả. Ôi trời ơi là trời, vậy rốt cuộc là nó đang ở đâu chứ? Quan nghĩ kỹ đi ạ, mấy ngày hôm nay, ngài có đi đâu trong huyện không ạ? Có gặp gỡ ai hay gặp bất kỳ người nào không? Giờ ngươi hỏi ta những câu đó, ta nhớ làm sao được chứ? Vậy thì con cũng chịu, giờ con tìm khắp nơi trong dinh thự cũng chẳng thấy đâu. Chắc chắn nó đã rơi ở ngoài rồi ạ. Mau, mau cho người báo tin tới tất cả dân làng. Nếu ai thấy được chiếc lệnh bài đó của ta và mang trả ta, ta sẽ trọng thưởng hậu hĩnh bất cứ thứ gì. Dạ vâng, con đi ngay đây ạ. Loa loa loa, quan phủ vừa bị mất tấm thẻ lệnh bài. Nếu ai nhặt được nó, hãy mang tới trả, sẽ được thưởng hậu hĩnh. Loa 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 loa. Ôi, ra là quan phủ bị mất tấm lệnh bài. Chắc ai tìm được sẽ được thưởng lớn đấy chứ nhỉ. Tôi nhất định tôi sẽ tìm được nó. Cha con mình mà tìm được tấm lệnh bài ấy thì hay biết mấy cha nhỉ. Thôi còn ạ, tiền của người khác ham thì ham thật đấy, nhưng nhiều khi nuốt không trôi được đâu. Con biết rồi ạ. Cha con mình ra thuyền thôi, phải chăm chỉ thì mới kiếm ra tiền được chứ. Con lên thuyền rồi, cha đẩy đi ạ. Cha ơi, cha, con đã tìm thấy tấm lệnh bài của quan huyện này. Con có chắc không? Dạ chắc ạ, trên đó có dấu long ấn. Hơn nữa, bữa trước quan phủ đi thuyền, con đã nhìn thấy nó và rất thích. Bởi vậy, nhìn nó là con nhận ra luôn mà. Được rồi, vậy cha con ta tới trả lại cho quan. Chắc ngài vui lắm đây. Ê, hai cha con kia đi đâu đấy? Nhầm đường rồi, hướng chợ đi đường kia kìa. Cháu đã tìm được lệnh bài của quan huyện, cháu muốn vào gặp ngài. Cái gì? Đã tìm thấy lệnh bài rồi sao? Ở đâu? Đâu? Cho ta xem. Chuẩn rồi, đó chính là lệnh bài của quan. Mau đưa cho ta để ta mang vào. Không được, cháu nhặt được lệnh bài này cơ mà, sao lại đưa cho chú chứ? Ta là lính theo hầu thân cận nhất với quan, không có lệnh của ta, các ngươi không bao giờ được bước chân vào dinh thự để gặp đâu nhá. Khôn hồn ý, thì đưa ta mang vào hộ. Không, cháu phải gặp được quan phủ. Ngươi... Ấy, anh đừng giận, chúng tôi chỉ muốn vào gặp quan một lúc rồi ra ngay thôi mà. Các ngươi tưởng gặp được quan phủ là dễ dàng à? Vậy cha con tôi phải làm gì mới gặp được quan chứ? Thế này đi, ta sẽ dẫn cha con nhà ngươi vào gặp quan huyện với một điều kiện. Đó là phải chia 2/3 số tiền thưởng của quan huyện cho ta. Cái gì? 2/3 số tiền thưởng á? Đúng vậy, nếu không thì thôi, về đi, để cho ta đóng cửa. Được, 2/3 thì 2/3, chú vào báo quan đi. Quan thưởng gì, cháu sẽ chia cho chú 2/3 là được chứ gì. Đấy, biết điều như thế ngay từ đầu có phải là tốt không? Theo ta. Đúng là nó rồi, lệnh bài của ta. Con tìm được nó ở trên thuyền. Chắc bữa trước quan ngồi trên thuyền làm rơi mà không để ý. Ờ, chắc vậy. Cá lăm hồng xiêm, lần này ngươi đã lập được công lớn rồi, giờ thì ta có thể yên tâm được rồi. Giờ ngươi muốn được thưởng gì nào? Bất cứ thứ gì quan cũng đáp ứng ạ. Đúng vậy, ngươi muốn gì cứ nói. Dạ, con muốn nhận được 20 cái tát thật đau ạ. Hả? Sao ngươi lại muốn nhận 20 cái tát? Ngươi có nhầm không vậy? Tại sao lại là 20 cái tát chứ không phải là tiền vàng? Con không nhầm đâu ạ. Chẳng là trước khi vào đây, anh lính thân cận của quan đòi con chia 2/3 phần thưởng mà quan sẽ thưởng cho con. Bởi vậy, giờ con chỉ muốn xin nhận được 20 cái tát thôi ạ. Xin quan lớn y chỉ. Có chuyện đó không? Dạ bẩm quan, con... Ta thật thất vọng về ngươi. Ngươi theo ta bấy lâu, chẳng lẽ không hiểu tính ta? Tiền bạc phân minh, ngươi dám lợi dụng uy quyền để đe dọa người khác sao? Ôi, giờ con không dám. Con xin quan, con chốt dại. Xin quan hãy tha cho con lần này ạ. Ngươi đâu? Mang tên này ra ngoài kia, còi 2/3 gì cả. Cứ vả cho hắn hẳn 20 cái tát cho ta. Ôi không ạ, dạ xin quan thương tình, con đã theo hầu quan bấy lâu. Xin quan hãy tha tội cho con, xin quan tha tội ạ.
Càng đi theo ta lâu thì càng phải làm gương cho kẻ khác. Mau lôi hắn ra ngoài. Ôi quan ơi, con xin quan, con xin quan ạ. Rồi, giờ thì cậu thích gì nào cậu bé thông minh? Dạ thưa quan lớn. Ôi đau quá, buông đầu quá. Thật là may mắn khi có chút tiền thưởng. Giờ cha con mình sang ông Bảy, cho ông ấy mấy đồng nhá. Mấy bữa nay ông ấy ốm, có đi làm được gì đâu. Vâng ạ. Con chào cha, con đi học về. Mẹ đâu ạ? Mẹ ở trong buồng chứ đâu. Mẹ ơi, mẹ. Thằng này có việc gì quan trọng mà không nói với mình nhỉ? Mẹ con nhà này lại giấu giếm cái gì đây? Mẹ ơi. Hả? Thầy bảo mẹ đến gặp thầy có việc gấp. Thầy đang chờ ở đây. Mẹ đi ngay đi. Nhìn mẹ thế này được chưa? Mẹ số 2, không ai dám nhận số 1. Sao tay thầy đồ lại hẹn vợ mình nhỉ? Bà kia nữa, tại sao phải ngắm vuốt để đi gặp thầy đồ? Có lẽ nào hai người này lại hú hí với nhau sau lưng mình. Thế này có thích không? Thích lắm. Hai cái con người kia dám mèo mả gà đồng sau lưng ông à? Ôi, phú ông. Phú ông, sao ông lại ở đây? Chắc chắn có điều mở ám. Dám mèo mả gà đồng sau lưng ta. Tay thầy đồ kia, người chết với ta. Ơ kìa phú ông, sao thế, có chuyện gì thế? Ông lại còn giả nai à? Dám mèo mả gà đồng sau lưng ta à? Ông nói gì tôi không hiểu. Chó chưa cái thói cướp vợ người khác đi. Dám cắm sừng ta à? Ê, ê, ông làm cái gì thế? Ông dừng lại, có gì nói? Ông hiểu lầm gì rồi? Hiểu lầm mà, chính tai ta nghe rõ. Có giỏi thì đứng lại, cái đồ nhát gan. Ôi, à, ông hiểu lầm rồi. Ôi, tôi có làm gì đâu. À, kìa cha, sao cha lại đánh thầy? Ông làm cái gì thế? Bà lui ra, còn bênh thầy à? Con có biết lão đang hú hí với mẹ không? Sao, ông nói cái gì vậy? Ông nói linh tinh cái gì thế? Tôi hú hí với thầy đồ bao giờ? Thế mẹ con bà to nhỏ với nhau ở trong buồng, rằng đi gặp nhau gấp còn gì? Có đúng lão thầy đồ hẹn bà không? Tôi có hẹn bà nhà đâu. Trời ơi, là thế này ạ. Xoài. Dạ, thầy gọi cho ạ. Bài toán này tôi có dạy em làm theo cách này đâu. Sai hết cả rồi. Cái này là người khác làm cho em, đúng không? Dạ, vâng ạ. Em bảo người ấy đến gặp tôi ngay. Dạ, vâng ạ. Thầy bảo người làm bài toán đến gặp thầy ngay. Người làm hộ con là mẹ, nên con bảo mẹ đến gặp thầy ạ. Ui giời ạ, vì người làm bài hộ cũng làm sai, nên tôi gọi đến để nói chuyện. Lần sau, không được giải hộ bài cho Xoài nữa. Có như vậy, nó mới tiến bộ được. Thật là tôi xin lỗi thầy. Ê, ai dạ, đau quá. Xin lỗi bây giờ thì giải quyết được gì? Thầy cho tôi xin lỗi, tôi sẽ đền bù thuốc thang cho thầy. Suốt ngày mất tiền oan, não chưa động, chân tay đã động rồi. Thương hiệu 5 sao đẳng cấp quốc tế, trực tiếp điều trị bởi đồng bác sĩ với trị nám Pico Premium, trẻ hóa tế bào gốc tái sinh nguyên bào, giảm béo double max defeat, làm sáng giảm mỡ white proteinic, chiến lông vĩnh viễn C-Life Pro, điều trị viêm năng lông chuẩn 4K, đón hẹn rực rỡ, viện thẩm mỹ Tina ưu đãi 50%. Có hotline 0943 439999 nhận ưu đãi ngay.